Ngày 10 tháng 5 năm 1969, cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn, trích di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho dù bác đã đi xa, nhưng niềm tin vào ngày toàn thắng của người đã biến thành sức mạnh cổ vũ quân và dân ta trong mỗi bước đường hành quân, trong mỗi trận đánh và sống mãi trong trái tim của mỗi người. Hán ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.